về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong sách địa lý lớp 10, bộ sách mang tên Chân trời sáng tạo. Chúng ta sẽ đến bài học số 11, thực hành đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên trái đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu. Vậy thì video này sẽ chữa cho các em những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 49 địa lý lớp 10. Dựa vào hình 11.1, em hãy xác định có bao nhiêu đới khí hậu trên trái đất và phạm vi của các đới khí hậu này. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 11.1. Chúng ta thấy rằng có các kiểu khí hậu, đó là đới khí hậu cực này, đới khí hậu cận cực, đới khí hậu ôn đới. Đới khí hậu ôn đới thì bao gồm có kiểu khí hậu ôn đới lục địa, kiểu khí hậu ôn đới gió mùa, kiểu khí hậu ôn đới hải dương. Còn đới khí hậu cận nhiệt thì có kiểu khí hậu cận nhiệt địa lục địa này, kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa, kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải. Đới khí hậu nhiệt đới có kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa, kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tiếp theo là đới khí hậu cận xích đạo và đới khí hậu xích đạo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định xem có bao nhiêu đới khí hậu trên trái đất và phạm vi của các đới khí hậu này nhé. Đầu tiên là đới khí hậu cực, phạm vi là hai cực Bắc và Nam. Tiếp theo là đới khí hậu cận cực, phạm vi ở Bắc Canada, Bắc Liên bang Nga. Thứ ba là đới khí hậu ôn đới, kiểu khí hậu là ôn đới lục địa, ôn đới gió mùa, ôn đới hải dương. Phạm vi là khu vực ôn đới, bao gồm có Bắc Mỹ, châu Âu, Liên bang Nga, Bắc Á, Đông Á, cực Nam của Nam Mỹ, v.v. Thứ tư là đới khí hậu cận nhiệt, có kiểu khí hậu là cận nhiệt lục địa, cận nhiệt gió mùa và cận nhiệt địa trung hải. Phạm vi là khu vực cận chỉ tuyến, bao gồm có Bắc Phi, Tây Á, Tây Nam Á, Australia, cực Nam Phi, một phần phía nam của Nam Mỹ, v.v. Thứ năm là đới khí hậu nhiệt đới, kiểu khí hậu là nhiệt đới lục địa, nhiệt đới gió mùa. Phạm vi là khu vực nhiệt đới, bao gồm có Trung Phi, Trung và Nam Mỹ, Nam Á, Đông Nam Á, v.v. Thứ sáu là đới khí hậu cận xích đạo. Phạm vi là quanh khu vực cận xích đạo, đó là Trung Phi, Brazil, Nam Á, Bắc Australia, v.v. Và cuối cùng là đới khí hậu xích đạo. Phạm vi là quanh xích đạo, Vịnh Guinea, Đông Nam Á hải đảo, trung tâm Nam Mỹ, v.v. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 50 địa lý lớp 10. Quan sát hình 11.1 và hình 11.2, em hãy xác định các địa điểm trên thuộc đới khí hậu nào trên bản đồ. Điền các thông tin phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo các bảng sau. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Đây chính là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa ở Hà Nội, Việt Nam. Còn đây là kiểu khí hậu ôn đới lục địa ở Ulaanbaatar, Mông Cổ. Từ hai hình này chúng ta có thể dễ dàng so sánh và phân tích được nhiệt độ lượng mưa, đúng không nhỉ? Tiếp theo, đây là kiểu khí hậu ôn đới hải dương ở London, Anh. Và cuối cùng là kiểu khí hậu nhiệt địa trung hải ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 11.1, đặc điểm nhiệt độ của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm. Địa điểm ở Hà Nội, Việt Nam, kiểu khí hậu là nhiệt đới gió mùa. Địa điểm Ulaanbaatar ở Mông Cổ, kiểu khí hậu là ôn đới lục địa. Địa điểm London, Anh, kiểu khí hậu là ôn đới hải dương. Và địa điểm Lisbon, Bồ Đào Nha, kiểu khí hậu là cận nhiệt địa trung hải. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nêu nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng bao nhiêu và nhiệt độ là bao nhiêu độ C. Và nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là tháng bao nhiêu và nhiệt độ là bao nhiêu độ C. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cùng nhau đi điền biên độ nhiệt năm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh cả lượng mưa trung bình năm và những tháng mưa nhiều, lượng mưa lớn hơn 100mm và tháng mưa ít, lượng mưa lớn hơn hoặc bằng 100mm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nêu đặc điểm nhiệt độ của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm nhé. Đầu tiên là ở Hà Nội, Việt Nam, kiểu khí hậu là nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng 1, nhiệt độ là 17 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là tháng 5, nhiệt độ là 28 độ C. Biên độ nhiệt năm là 11 độ C. Thứ hai là Ulaanbaatar ở Mông Cổ. Kiểu khí hậu là ôn đới lục địa. Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng 1. Nhiệt độ là âm 3 độ C. Còn tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 7.
nhiệt độ là 24 độ C, biên độ nhiệt năm là 27 độ C. Thứ ba là ở London, Anh, kiểu khí hậu là ông đối hải dương, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất đó là tháng 12, nhiệt độ là 2 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là tháng 6, nhiệt độ là 14 độ C, biên độ nhiệt năm là 12 độ C. Cuối cùng là Lisbon, Bồ Đào Nha, kiểu khí hậu là cận nhiệt địa trung hải, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng 1, nhiệt độ là 8 độ C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là tháng 7, nhiệt độ là 19 độ C, biên độ nhiệt năm là 11 độ C. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi nêu đặc điểm lượng mưa của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm nhé. Đầu tiên ở Hà Nội, Việt Nam, lượng mưa trung bình năm là 1.694 mm, tháng mưa nhiều là tháng 7, lượng mưa lớn hơn bằng 100 mm đó là 325 mm, tháng mưa ít đó là tháng 1, lượng mưa là 20 mm. Thứ hai là ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, lượng mưa trung bình năm đó là 220 mm, tháng mưa nhiều đó là tháng 6, lượng mưa là 55 mm. Còn tháng mưa ít là từ tháng 10 đến tháng 1, lượng mưa là 0 mm. Thứ ba là ở London, Anh, lượng mưa trung bình năm là 607 mm, tháng mưa nhiều là tháng 8, lượng mưa là 65 mm. Các tháng mưa ít đó là tháng 1 và tháng 2, lượng mưa là 45 mm. Cuối cùng là ở Lisbon, Bồ Đào Nha, lượng mưa trung bình năm là 747 mm, tháng mưa nhiều đó là tháng 11, lượng mưa là 115 mm. Còn tháng mưa ít đó là tháng 7 và tháng 8, lượng mưa là 10 mm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 51 địa lý lớp 10. Dựa vào kiến thức đã học và những hiểu biết của bản thân, em hãy thu thập thông tin về một số hiện tượng thời tiết trong thực tế như là sương này, mưa đá vân vân. Viết một báo cáo ngắn giải thích nguyên nhân gây ra các hiện tượng trên. Chúng ta có thể tìm hiểu thông tin qua sách, báo hoặc internet. Ví dụ như là hiện tượng mưa đá. Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây giông gây ra. Kích thước có thể từ 5 mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 đến 10 phút, lâu nhất cho cả một vệt mưa cũng chỉ từ 20 đến 30 phút. Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi, bán sơn địa, còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Vì vậy, ở Việt Nam, mưa đá có thể xảy ra ở khắp các vùng miền. Riêng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm thường có mưa đá, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 5, mà nguyên nhân chủ yếu là do các đợt phong lạnh cực mạnh tràn về nhanh. Mưa đá thường hay hình thành trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang mùa nóng, đó là tháng 4, tháng 5 và tháng 6, hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh, đó là tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Mưa đá được hình thành khi các dòng không khí lên xuống mãnh liệt, hay còn gọi là đối lưu. Và mùa nóng ẩm, nắng gay gắt, hàm lượng hơi nước trong không khí rất cao, khí quyển ở tầng thấp nhận được nhiều năng nhiệt năng sẽ nóng lên, hình thành cột không khí dưới nóng trên lạnh. Lúc này thì dòng không khí lên xuống mãnh liệt làm cho phát sinh và tạo ra những đám mây vũ tích có khả năng gây mưa đá. Mưa đá có hai dạng sau, đó là mưa đá nhỏ, dưới dạng những hạt băng trong suốt rơi xuống từ đám mây. Các hạt hầu như có hình cầu và đôi khi có hình nón, đường kính có thể bằng hoặc lớn hơn 5 mm. Thứ hai là mưa đá. Dưới dạng những hạt nước đá có thể trong suốt, có thể được một phần hay tất cả, cục đá từng hình cầu, hình nón hoặc không đều, đường kính từ 5 mm đến 50 mm. Mưa đá thường rơi xuống đám mây, hoặc rơi rời rạc, hoặc kết thành màn không đều. Các cục nước đá có trọng lượng khoảng từ 5 g đến vài 300 g, vận tốc rơi từ trên cao xuống khá lớn và tăng ra tỷ lệ kích thước và trọng lượng của cục đá. Tốc độ rơi dao động trong khoảng 30 đến 60 mm trên giây, cá biệt có thể lên tới 90 m trên giây. Với vận tốc như vậy, có khi rơi xuống mặt đất hay các thảm thực vật, mưa đá gây nên những thiệt hại nghiêm trọng. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó. Chúng ta cũng không có cách nào để ngăn chặn được mưa đá, bởi đó là hiện tượng thời tiết với những diễn biến bất thường của các luồng không khí nóng và lạnh. Người dân ở các khu vực hay có mưa đá cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để sớm biết có khả năng xảy ra mưa đá và luôn chuẩn bị sẵn các phương án trú, tránh an toàn cho người, vật nuôi và hạn chế tác hại của mưa đá đối với các vật dụng, đồ dùng, máy móc vân vân nếu nó xảy ra. Mưa đá còn có thể mang tới những mối nguy hại khác, chẳng hạn như là mang theo độc tố, axit vân vân.
Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi có trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.